Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sức Khỏe Tự Nhiên. Kính chào quý vị và các bạn. Thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi xin kính chúc quý vị và các bạn dồi dào sức khỏe và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Sức Khỏe Tự Nhiên. Nội dung chương trình ngày hôm nay bao gồm các phần chính sau đây. 1. Ăn trứng cùng loại rau này giúp đàn ông cực khỏe, ngăn ngừa ung thư hiệu quả. 2. Đậu phụ kết hợp với thứ này bổ máu chắc xương, sống trường thọ. Và 3. Buổi sáng uống 3 loại nước này, gan sạch độc tố, kéo dài tuổi thọ. Sau đây là nội dung chi tiết. 1. Ăn trứng cùng loại rau này giúp đàn ông cực khỏe, ngăn ngừa ung thư hiệu quả. Trứng là một loại món ăn giàu dinh dưỡng, giá thành rẻ, dễ kiếm nên rất quen thuộc trong mâm cơm gia đình. Người Việt Nam chúng ta thường kết hợp trứng với các nguyên liệu khác như hành lá, thì là, ngải cứu, để mang đến nhiều món ăn với hương vị mới lạ và có nhiều công dụng khác nhau. Tuy nhiên, bạn sẽ rất ngạc nhiên khi biết được người Nhật Bản thường kết hợp trứng với một loại rau, ăn vào giúp ngăn ngừa ung thư, đặc biệt giúp đàn ông cực khỏe, đó chính là trứng rán rau hẹ. Ngay bây giờ, hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu xem món trứng rán rau hẹ có những công dụng tuyệt vời như thế nào cho sức khỏe. Công dụng số 1. Tăng cường sức khỏe sinh lý của nam giới. Theo Đông y, hẹ có vị cay, hơi chua, tính ấm, có tác dụng bổ thận, tráng dương. Vì vậy, rau hẹ rất tốt cho sinh lý nam giới. Kết hợp cùng với các chất bổ dưỡng có trong trứng, thì đây được coi là một món ăn hoàn hảo cho những người đang muốn cải thiện các vấn đề liên quan đến sinh lý như ít tinh trùng yếu, xuất tinh sớm. Công dụng số 2. Ngừa ung thư hiệu quả. Cây rau hẹ là một loại cây thuộc họ Allium, có tác dụng phòng chống một số bệnh ung thư hiệu quả, điển hình như ung thư vú, ung thư cổ tử cung. Ngoài ra, một số chất có trong rau hẹ như lưu huỳnh có tác dụng ngăn ngừa tế bào ung thư phát triển, có tác động tích cực đến quá trình điều trị ung thư. Kết hợp với trứng có hàm lượng chất chống oxy hóa dồi dào, giúp tiêu diệt các gốc tự do có trong cơ thể, chính là một cách tăng cường hiệu quả chống ung thư. Công dụng số 3. Ngăn ngừa bệnh loãng xương. Trong rau hẹ có chứa nhiều vitamin K. Đây là một loại vitamin quan trọng giúp cơ thể có thể tổng hợp canxi và làm xương khớp chắc khỏe, phòng ngừa chứng mất xương, đau mỏi do thiếu canxi. Bên cạnh đó, lượng vitamin A dồi dào trong rau hẹ cũng có tác dụng rất tốt trong việc ngăn ngừa bệnh loãng xương thường gặp ở những người cao tuổi. Vitamin D trong trứng tốt cho xương, giúp chúng ta tránh được các bệnh như loãng xương, các axit amin và vitamin, khoáng chất khác trong trứng cũng hỗ trợ điều trị mất cân bằng, sinh hóa trong cơ thể. Các axit amin và vitamin, khoáng chất khác trong trứng cũng hỗ trợ điều trị mất cân bằng sinh hóa trong cơ thể và giúp chúng ta có hệ xương khỏe mạnh. Vì vậy, nếu mong muốn có một hệ xương khớp khỏe mạnh, không bị loãng xương, quý vị và các bạn hãy thường xuyên bổ sung món trứng rán rau hẹ trong bữa ăn hàng ngày. Công dụng số 4. Cải thiện trí nhớ. Choline và folate là hai chất có quyết định trực tiếp đến hoạt động não bộ và khả năng ghi nhớ được tìm thấy có rất nhiều trong rau hẹ và trứng. Chính vì vậy, món trứng rán rau hẹ được coi là phương thuốc tự nhiên và hiệu quả trong việc ngăn ngừa các bệnh liên quan đến não bộ, thường gặp ở các người cao tuổi như bệnh Alzheimer, bệnh Parkinson. Ngoài ra, nó cũng giúp quý vị và các bạn tránh được các bệnh liên quan đến tình trạng rối loạn nhận thức, rối loạn tâm trạng, cực kỳ hiệu quả trong việc ngăn ngừa bệnh mất trí nhớ. Trứng rán rau hẹ là một món ăn bổ dưỡng cho sức khỏe. Mỗi tuần, quý vị và các bạn có thể ăn 2 bữa trứng rán rau hẹ. Mỗi bữa khoảng 3 quả trứng cho 2 người ăn là lượng hợp lý
để có được những công dụng tốt cho sức khỏe của món ăn này. Bên cạnh đó, bạn có thể kết hợp riêng lẻ trứng và rau hẹ trong những món ăn thường ngày để thay đổi khẩu vị, tránh nhàm chán và đa dạng dinh dưỡng. Tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. 2. Đậu phụ kết hợp với thứ này bổ máu chắc xương, sống trường thọ. Đậu phụ là một thực phẩm phổ biến với người Việt Nam. Có thể bạn chưa biết, đây được coi là nguồn protein thực vật lành mạnh. Cũng là nguồn protein chính của những người ăn chay, rất tốt cho sức khỏe, giúp xây dựng cơ bắp và cho cảm giác no lâu. Đậu phụ ăn một mình vốn đã rất tốt, nhưng nếu biết kết hợp với những thực phẩm khác sẽ càng bổ dưỡng cho sức khỏe, giúp bổ máu, tráng dương, kéo dài tuổi thọ. Quý vị và các bạn hãy cùng tìm hiểu về các cách kết hợp đậu phụ sau đây. Cách thứ nhất, kết hợp đậu phụ với trứng. Đậu phụ và trứng đều là hai loại thực phẩm giàu protein, vitamin, khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Theo đông y, trứng còn có tác dụng nuôi dưỡng khí huyết. Món đậu phụ kết hợp cùng với trứng chính là một món ăn giúp xây dựng cơ bắp, tăng cường sự vững chắc và dẻo dai của xương khớp, đồng thời kích thích quá trình tạo máu, giúp khí huyết lưu thông tốt hơn. Cách làm: 200g đậu phụ cắt miếng vừa ăn, 2-3 quả trứng đánh tan, thêm gia vị, hành lá và rải đều lên đậu, hấp chín trong 15 phút, dùng ăn với cơm. Ngoài ra, bạn có thể dằm nát đậu phụ, sau đó đánh tan cùng trứng, gia vị, hành lá và rán chín. Cách thứ hai, kết hợp đậu phụ với rong biển. Đậu phụ nấu với rong biển được coi là món ăn trường thọ, rất được người Nhật Bản ưa chuộng vì hương vị thơm ngon, dễ ăn, tính bổ dưỡng và đặc biệt giúp kéo dài tuổi thọ. Rong biển nổi tiếng là loại thực phẩm bổ dưỡng. Trong rong biển có chứa nhiều mannitô, iốt, kali, axit nicotinic, giúp ngăn ngừa xơ vữa động mạch, thư giãn cơ tim và làm giảm huyết áp. Ngoài ra, do chứa nhiều chất xơ, loại rau này còn giúp ổn định đường huyết có trong cơ thể. Trong khi đó, tuy giàu dinh dưỡng nhưng đậu phụ không chứa cholesterol nên rất thích hợp với những người bị mỡ máu, huyết áp cao, đường huyết cao, đặc biệt là những người cao tuổi. Kết hợp rong biển và đậu phụ giúp kiểm soát huyết áp, lượng đường trong máu, lipid máu, từ đó giảm đáng kể nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm liên quan đến tim mạch, rối loạn chuyển hóa. Những nguyên nhân chiếm phần lớn gây ra đột tử ở người cao tuổi, kéo dài tuổi thọ. Cách làm canh rong biển đậu phụ cực kỳ đơn giản. Quý vị và các bạn xào thơm, tôm khô và gừng với nửa muỗng dầu ăn, sau đó thêm 500ml nước. Sau khi nước sôi, thêm rong biển nấu chín mềm, cuối cùng cho đậu phụ vào, đun thêm khoảng 3 phút thì tắt bếp. Mỗi tuần quý vị và các bạn nên ăn 3 bữa canh rong biển đậu phụ, đặc biệt là với những người cao tuổi, đang mắc bệnh mỡ máu, huyết áp cao thì có thể dùng món canh này thay một bữa ăn trong ngày để có tác dụng tốt cho sức khỏe. Cách thứ ba, kết hợp đậu phụ với tiết vịt. Tiết vịt nói riêng và tiết động vật nói chung đều rất giàu các nguyên tố vi lượng như natri, kali, phốt pho, sắt, kẽm, mangan, đồng, copan. Đây đều là những nguyên tố cần thiết và quan trọng với các cơ quan trong cơ thể. Với lượng đạm dồi dào cùng 8 axit amin thiết yếu cho cơ thể có trong đậu phụ, kết hợp cùng tiết vịt tạo thành một món ăn bổ dưỡng, đặc biệt giúp cơ thể bổ sung sắt, tránh được tình trạng thiếu máu do thiếu sắt. Cách làm món ăn này như sau: 200g tiết vịt cắt miếng vừa ăn, chần qua cùng với nước sôi, 200g đậu phụ để nguyên hoặc có thể rán vàng, phi thơm hành, gừng, tỏi với nửa muỗng dầu ăn, cho tiết và đậu vào xào chín, nêm gia vị vừa ăn. Lưu ý đảo nhẹ tay để tránh làm vỡ đậu và tiết, dùng khi còn nóng để tránh món ăn bị tanh. Với món ăn này, mỗi tuần quý vị và các bạn có thể ăn 1-2 lần. Trên đây là 3 cách kết hợp đậu phụ tốt cho sức khỏe. Quý vị và các bạn hãy lưu lại công thức để nấu những món ăn thơm ngon, tốt cho sức khỏe cùng với đậu phụ.
Sau đây là nội dung cuối cùng. 3. Buổi sáng uống 3 loại nước này, gan sạch độc tố, kéo dài tuổi thọ. Buổi sáng là thời điểm cực kỳ thích hợp và lý tưởng để thải độc cho cơ thể. Những hoạt động bạn làm vào thời gian này có tính chất quyết định đối với sức khỏe về lâu dài. Lưu ý ngay 3 loại nước uống vào buổi sáng, giúp gan sạch độc tố, kéo dài tuổi thọ. Loại thứ nhất, nước lọc ấm. Chắc quý vị và các bạn không ngờ rằng chỉ một ly nước lọc ấm cũng có tác dụng thải độc cho gan vào sáng sớm. Để gan có thể thải độc tố tốt nhất, các bạn không nên ngủ muộn, dù có là ngày nghỉ, không bận đi làm cũng nên thức dậy lúc 5:30 đến 7 giờ sáng. Sau khi tỉnh dậy, hãy uống ngay một cốc nước lọc ấm để kích hoạt hệ tiêu hóa, đồng thời giúp gan thải độc hiệu quả hơn. Đây là một thói quen tốt mà bạn nên duy trì hàng ngày. Nếu bạn đang gặp chứng vàng da, kém ăn hay táo bón, thì ngay khi áp dụng việc làm này vài ngày, bạn sẽ thấy hiệu quả cực kỳ rõ rệt. Khi gan sạch độc tố, sức khỏe nói chung đều được cải thiện rất nhiều. Loại thứ hai, trà gừng. Nếu không muốn uống nước lọc ấm, bạn có thể uống trà gừng khi vừa thức dậy. Các nghiên cứu y học hiện đại đã cho thấy, gừng chính là một loại thực phẩm hội tụ đầy đủ các yếu tố cần có để có thể phòng ngừa và điều trị được các vấn đề về gan, bao gồm cả thải độc gan. Gừng cũng là một trong các gia vị hỗ trợ giải độc gan rất tốt. Một ly trà gừng hàng ngày có thể thêm chút mật ong sẽ loại bỏ độc tố khỏi cơ thể. Gừng chứa hoạt chất gingerol và gingerol có khả năng chống oxy hóa và chống viêm mạnh mẽ, giúp ngăn ngừa các u bướu có mầm móng ung thư, đồng thời giúp giảm tình trạng gan nhiễm mỡ thường gặp ở những người ít vận động hay ăn nhậu, uống rượu bia. Cách pha trà gừng cực kỳ đơn giản. Bạn thái sợi, hoặc thái lát một củ gừng nhỏ, thêm nước nóng và đợi 5 phút cho tinh chất tiết ra. Sau đó uống cùng chút mật ong để tăng hương vị làm ấm cơ thể vào sáng sớm. Loại thứ 3, nước ép dưa hấu và chanh. Nếu như chanh, mật ong đã quá nổi tiếng với công dụng thải độc, thì nước ép dưa hấu và chanh cũng chưa thực sự được nhiều người biết tới. Trong nước dưa hấu có chứa một hoạt chất đặc biệt tên là citrulline, có công dụng chính là nâng cao chức năng gan, thải loại chất ammoniac cùng các hóa chất độc hại từ thực phẩm ra khỏi gan. Thêm vào đó, đây cũng là loại nước uống cung cấp năng lượng tuyệt vời cho cơ thể, nhờ vậy giúp gan thêm khỏe mạnh. Kết hợp nước ép dưa hấu với nước cốt nửa quả chanh giúp tăng cường chức năng thải độc, tăng hương vị và bổ sung vitamin cho cơ thể. Do loại nước này có chanh, quý vị và các bạn không nên uống khi bụng đói, kẻo hại dạ dày. Nếu uống sau khi đã ăn sáng nhẹ là tốt nhất. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Sức khỏe tự nhiên ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của Sức khỏe tự nhiên. Quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ kênh và nhấn vào chuông thông báo để nhận được những video mới nhất và hay nhất của Sức khỏe tự nhiên. Cuối cùng, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.